Thưa các anh chị, bây giờ chúng ta cùng tiếp tục với dự án Swan Bay các anh chị nhé. Và buổi chiều ngày hôm nay, Tấn cũng vừa mới tiếp hai lượt khách với những anh chị nhà đầu tư đang chọn cho mình những căn ở vị trí đẹp để mua đầu tư trong thời gian trung bình khoảng chừng 1 đến 2 năm trong thời gian sắp tới. Hiện nay để chọn một sản phẩm bất động sản thực sự có rất là nhiều yếu tố, tuy nhiên có 3 yếu tố rất là quan trọng để cho các anh chị chúng ta cân nhắc lựa chọn. Một là yếu tố liên quan đến pháp lý của một dự án bất động sản. Pháp lý đầy đủ, rõ ràng, ít nhất là hợp đồng mua bán, hoặc nếu có sổ hồng thì càng tốt. Cái thứ hai đó chính là yếu tố liên quan đến vị trí. Một cái khu vực mà các anh chị chúng ta lựa chọn rồi á, thì chúng ta xem cái vị trí đó là vị trí có phải là thực sự là chiến lược hay không. Có những yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng, những yếu tố liên quan đến yếu tố chờ, những yếu tố liên quan đến tiện ích hay là yếu tố kết nối. Thì vị trí đó chính là một trong những yếu tố rất là quan trọng để các anh chị chúng ta lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản không chỉ an toàn mà còn vừa mang lại giá trị lợi nhuận trong thời gian sắp tới. Yếu tố thứ ba đó chính là về chủ đầu tư. Với một chủ đầu tư triển khai ở tại thị trường bất động sản hiện nay thì chúng ta có thể xem được chủ đầu tư trong thời gian 3 đến 5 năm, hoặc là những dự án mà chủ đầu tư đã triển khai thì có đầy đủ về mặt pháp lý hay không, có yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của cư dân hay không, về chất lượng xây dựng như thế nào, về bàn giao cũng như là cái khu vực này thì chủ đầu tư có định hướng như thế nào, đã triển khai những sản phẩm như thế nào rồi và có bàn giao đầy đủ cho cư dân hay không, thì chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ để chọn mua cho mình những sản phẩm bất động sản tốt các anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng quay trở lại với dự án Swan Bay để xem những cái tiến độ xây dựng cũng như những phân khu ở tại dự án này. Với một cái dự án nằm trên đảo Đại Phước, vị trí vô cùng đắc địa, cùng với đó giá bán hiện nay được xem là tốt nhất ở tại khu vực này, tốt nhất nhờ các anh chị. Trên đảo Đại Phước của chúng ta chỉ duy nhất một cái hòn đảo này thôi, và cùng với đó số lượng căn khan hiếm, có giới hạn. Đặc biệt sản phẩm của chúng ta đã triển khai từ năm 2017-2018 và hiện nay hầu hết những sản phẩm là mua chuyển nhượng, tức là mua lại của nhà đầu tư, mà số lượng căn hiện nay được ký gửi bán lại rất là ít. Mỗi ngày, mỗi tuần như vậy có 1-2-3 căn giao dịch thì đối hàng lại càng hạn hẹp hơn nữa. Chính vì như vậy, với những căn giá thấp nhất hiện tại bây giờ thì Tấn sẽ cập nhật đến cho các anh chị nhà đầu tư cũng như là đã liên hệ đến Tấn cũng như là có duyên được gặp các anh chị ở tại dự án hoặc là online hoặc là qua những cái clip như thế này, thì Tấn sẽ cập nhật thường xuyên đến cho các anh chị những căn ở vị trí tốt nhất. Tuy nhiên Tấn cũng ưu tiên những anh chị chúng ta có nhu cầu mua trong thời gian gần, ví dụ như 1-2 tháng, hoặc là có kế hoạch nào đó một cách cụ thể rõ ràng về dòng tiền, về nhu cầu cũng như là những sản phẩm cụ thể, thì Tấn sẽ cập nhật thường xuyên hơn. Còn những anh chị chúng ta đang tìm hiểu để mà nắm thông tin, hoặc là có kế hoạch 1-2 năm nữa hay là một khoảng thời gian nào đó chưa xác định, thì Tấn sẽ cập nhật thông tin về thị trường và thỉnh thoảng về giá bán để các anh chị chúng ta nắm. Và bây giờ xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng theo dõi trên màn ảnh nhỏ để chúng ta xem những hình ảnh thực tế tiến độ cập nhật liên tục về dự án Swan Bay Tấn sẽ gửi đến cho tất cả các anh chị nhé. Và các anh chị đừng quên like và subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ Tấn, cũng như là sẽ nhận thường xuyên liên tục những video Tấn cập nhật về thị trường, về giá bán, về từng loại sản phẩm và những cái dự án đang triển khai cũng như sắp triển khai ở tại khu vực Nhân Trạch cũng như khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mến chúc các anh chị chúng ta xem video này thì sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích, công việc của các anh chị gặp nhiều thuận lợi và sớm chọn cho mình những sản phẩm bất động sản phù hợp. Dự án Swan Bay của chúng ta đã triển khai từ năm 2017 cho đến nay với tổng quy mô 464,5 ha trên đảo Đại Phước, có mật độ xây dựng duy nhất là 18%. Và hiện nay với phân khu zone 4, zone 5, zone 6 và zone 8 đã bàn giao nhà và cư dân về ở trung bình khoảng chừng 20%.
và những cái sản phẩm ở tại phân khu zone 4 cũng như là zone 8, zone 5 của chúng ta là những sản phẩm nhà phố biệt thự và những căn dinh thự. Còn phân khu zone 6 là sản phẩm chuyên về căn hộ. Chính vì như vậy thì anh chị chúng ta đang tìm cho mình những sản phẩm cụ thể thì chúng ta sẽ tập trung vào từng cái phân khu. Và mỗi phân khu của chúng ta lại có những cái đặc điểm khác nhau về mặt thiết kế, về mặt layout, về mặt ý tưởng cũng như là về cảnh quan. Và chúng ta có cái sự khác nhau so với những phân khu khác nha các anh chị. Ví dụ phân khu zone 5 của chúng ta là một cái khu mở không cầm bao, nghĩa là các anh chị chúng ta ra vô thoải mái, dọc theo cung đường thì không có bảo vệ kiểm soát một cách chặt chẽ cũng như là không có cổng chào ở tại phân khu zone 5. Chính vì như vậy về phí quản lý cũng sẽ thấp hơn. Và phân khu zone 5 của chúng ta là nằm ở giữa phân khu zone 6 và zone 4, nghĩa là nằm ở giữa cái màn hình các anh chị chúng ta đang theo dõi. Tiếp theo là phân khu zone 4 thì sát mé sông với số lượng căn là 564 căn, triển khai từ năm 2019. Và cư dân về ở cũng tương đối là hạn chế, rơi tầm khoảng chừng 18%. Và đây cũng là một cái ưu điểm dành cho nhà đầu tư của chúng ta sẽ mua được những căn vị trí đẹp và giá tốt. Tại vì khi mà cư dân về ở chưa nhiều thì tương đương với đó là giá còn tốt. Một trong những yếu tố giúp cho giá tăng tốt đó chính là mức độ lấp đầy của cư dân. Mức độ lấp đầy càng cao thì giá càng cao. Và khi mà trong thời gian sắp tới, dự kiến trong 2025 thì chúng ta sẽ được chủ đầu tư Vina Đại Phước bàn giao sổ hồng, thì khi đó ở tại phân khu zone 4 của chúng ta lại có thêm vài đợt tăng giá nữa. Và xin cập nhật giá ở tại phân khu zone 4 một xíu để cho các anh chị chúng ta cập nhật cũng như là có thể cân nhắc. Một là những cái sản phẩm biệt thự song lập 160m², 1820, thì chúng ta sẽ có giá từ 10.750.000 cho đến 13.500.000 một căn, bàn giao hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong. Loại thứ hai ở tại phân khu zone 4 đó chính là những căn biệt thự đơn lập có diện tích 320m², ngang 16, dài 20m, xây dựng một trệt hai tầng, hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong, và chúng ta sẽ có giá bán từ 18.500.000 cho đến 23.000.000 một căn. Loại thứ ba đó chính là những căn dinh thự view sông và view mặt công viên, diện tích 540m² từ đến 600m², xây dựng một trệt một tầng và có giá bán từ 38.000.000 cho đến 50.000.000 một căn. Và ở tại phân khu zone 4 của chúng ta được thiết kế theo phong cách kiểu Pháp hiện đại rất là đẹp. Đã triển khai từ năm 2018, bàn giao nhà vào cuối năm 2020, đầu năm 2021. Với mức độ lấp đầy ít như vậy hơi khiêm tốn đúng không ạ nhà các anh chị? Hơi khiêm tốn tại vì không may mắn ở chỗ chủ tư bàn giao vào cái giai đoạn mà giai đoạn Covid vừa chuẩn bị xuất hiện Covid. Chính vì vậy cư dân của chúng ta chưa có kịp chuẩn bị để mà xuống như này để làm hoàn thiện nội thất. Chính vì như vậy cũng là một trong những yếu tố khi dự án của chúng ta có mức độ lấp đầy chưa được mong đợi là như vậy. Flycam của chúng ta đang bay đến phân khu zone 8. Và sau phân khu zone 8 này của chúng ta nhìn xa xa một xíu đó chính là dự án Eco Village Nhân Trạch, hiện nay đang có mức giá từ 125 triệu một mét vuông. Bản thân Tấn cũng đang triển khai dự án Eco Village Nhân Trạch. Trường hợp các anh chị chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn, Tấn sẽ cập nhật cũng như chia sẻ đến cho các anh chị nhé. Nếu anh chị đã tìm hiểu cũng như quan tâm dự án được dự án Swan Bay thì thực sự bản thân Tấn cũng dành lời cảm ơn đến cho tất cả các anh chị đã tin tưởng cũng như là chọn cái sản phẩm Swan Bay trong thời gian vừa qua cũng như là đang cân nhắc lựa chọn. Dự án này thực sự là một trong những dự án khá là tốt nhưng mà không phải phù hợp với tất cả các anh chị. Chính vì như vậy khi mà các anh chị chúng ta lựa chọn sản phẩm thì chúng ta cân nhắc thật kỹ,
là chúng ta sẽ chọn phân khu nào, loại sản phẩm nào, đầu tư còn bao nhiêu tiền, thời gian đầu tư là bao lâu, mục đích đầu tư là gì. Thì bản thân Tấn sẽ là người hỗ trợ cho các anh chị nhé. Xin cảm ơn các anh chị chúng ta đã tin tưởng cũng như là theo dõi clip này. Đừng quên like và subscribe kênh ủng hộ Tấn và tiếp tục theo dõi những video mới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị.